来。Rồi đến lần sau thứ ba thì mình sẽ tại vì đây là lần sau này giữ ngực xử lý cái phần sinh lý của mình, mình sẽ nghiêng người mình sang bên phải ở nơi phía trước, hít vào và mình nhẹ nhàng thở ra, mở hít vào xoay một vòng tròn đưa ngực lên thở ra tập nhá người ra phía sau, okay. Tiếp tục là hít vào thở ra và mình mình sẽ phải làm trái và phải nên thở bên sang này mình sẽ làm người hơi thở bên hít vào thở ra Thank you.